Dạ, em xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Abosai Cần Thơ 168 đã tiếp tục quay trở lại với bãi kiện của anh Tiến ở Ô Môn ạ. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị một số phôi mai vàng bonsai mini đế đẹp đế quái đủ dáng hết cô chú anh chị nha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị sưu tầm thêm được nhiều phôi mai đẹp quái cho mình nha. Dạ, trong quá trình quay clip có gì sơ suất mong quý cô chú anh chị yêu thương và bỏ qua cho em ạ. Bây giờ em xin được phép vào clip và giới thiệu luôn cô chú anh chị nha. Dạ em xin chào anh Tiến ơi. Dạ chào chị Phương ơi. Chào cô chú bác anh chị gần xa. Vừa qua đã ủng hộ cho em, rất cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Bữa nay con cũng có lên là 34 phôi mai mini bonsai để bàn nha cô chú anh chị. Mà con nó từ 5 tới 7 cánh. Số điện thoại em là 0899002561. Số đó là cũng Zalo nha cô chú. Mong cô chú ủng hộ con ạ. Rất cảm ơn cô chú, hôm nay đầu tiên số 1 nha cô chú. Đầu tiên là mã số 1 là phôi mai dáng thú nha cô chú anh chị. Bonsai để bàn là ngon lành luôn cô chú anh chị nha. Bonsai để bàn của chú anh chị ơi. Nè, thông số luôn. Em đo chỗ cổ nha cô chú anh chị. Chỗ cổ ở đây là được 14 của chú anh chị ơi. Rồi em đo cái cũ đấy nó này. Cũ đấy đặt này, chỗ này là 28 của chú anh chị. Rồi. Cao xuống là 29. Đường kính bầu là 32. Rồi mã số 1 đầu tiên này xin cho lưu của chú anh chị giá 800 ngàn ha. Dạ. Bao nhiêu ship toàn quốc luôn ạ? 800 ngàn nha cô chú anh chị nha. Dạ, 800 ngàn cô chú ơi. Chương trình của con là bao nhiêu ship? Mã số 2. Dạ, tiếp tục là mã số 2 nha cô chú anh chị. Tới một con thú nữa nha cô chú anh chị. Sáng nó trương, sáng nó sớm nhờ. Cái này đẹp lắm không cô chú anh chị ơi? Có chi dán cành ngoái đầu lại cây gớt lại cũng đẹp lắm cô chú. Thấy có dáng cũng hay hay. Con thú có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Còn thang em đâu chứ là 15. Chiều cao là 36. Đường kính bầu là 32. Rồi mã số 2 này xin cho lưu cô chú anh chị giá cũng 800 ngàn luôn ha cô chú anh chị. Dạ 800 ngàn nha cô chú anh chị nha. 800 ngàn. Bờ vi ship. Rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp tục là mã số 3 nha cô chú anh chị. Con này cũng chi cành đều có ha. Vậy cô chú anh chị ghép cúc tòa hương rồi cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều luôn nha cô chú anh chị. Đế rất đẹp luôn cô chú. Còn thang chí đó là 18. Cao xuống là 52. Đường kính bầu là 35. Rồi, mã số 3 này xin giao lưu của chú anh chị giá 700 ngàn luôn của chú anh chị ơi. Dạ. Bao cái ship toàn quốc luôn à. Dạ rồi, 700 ngàn mã số 3 nha cô chú anh chị nha. Dạ. Theo là mã số 4 nha. Mã số 4 này coi lùng lực nha cô chú anh chị, cũ nở ha. Chi cành đều có luôn cô chú ơi. Đây thì quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Cái cũ nở, cái lấm nở nha cô chú anh chị. Chi cành đều có, mặt bông nó từ 5 tới 7 cánh. Số điện thoại em là 0899002561 của chú anh chị ơi. Thương tình ủng hộ tiếp em ạ. Hoành thăng em đâu vị trí này là được 20 à. Dạ. Nồi cũ này đê nở này đặt đây của chú anh chị. Đặt qua đây là được 39 nha cô chú. Chiều cao em nói là được 63. Đường kính bầu là 37. Rồi, cũ đế nở này xin giao lưu của chú anh chị giá 1.1 triệu đó cô chú anh chị. Dạ, 1.100.000 cô chú. Dạ, 1.100.000 của chú anh chị ơi. Cũ đế nở rất đẹp không cô chú. Mã số 5. Mã số 5. Cây này cũng đế cũng quái nha cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị cắt ghép ha. Làm dán bonsai để bàn cũng đẹp đó cô chú. Chân dài nha cô chú anh chị nha. Chân giống như cào cào. Cao hơn cô chú. Chi cành đều có. Còn thang em đâu qua 17.
Cao xuống là 46. Dạ. Chân dài là 22. Đường kính bầu là 33. Rồi mã số 5 này tiến xin giao lưu của chú anh chị giá 600 ngàn luôn chú anh chị ơi. Dạ. Bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, 600 ngàn nha cô chú anh chị, mã số 5. Dạ. À, tiếp tục là mã số số 6 nha cô chú. Tiếp tục là mã số 6. Một phôi dáng bay nha. Dạ. Số 6 này dáng bay nha cô chú anh chị. Cây bay rất đẹp của cô chú anh chị, trồng đổ bay kiểu này ha. Cây thì đế cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đều có đầy đủ luôn cô chú ơi. Bay khá là đẹp. Còn thang em đo vị trí này là 21. Khoảng 21. Sẵn em đo cành bay tới dưới chân bầu dưới đây luôn ha. Tới chân bầu dưới đây là được 125 nha cô chú anh chị. Mã số 6 này cây bay của chú. Về của chú chị ghép vô là chơi rất đẹp nha. Cái này bay mà chi cành có luôn của chú anh chị nha. Rồi mã số 6 này con xin giao lưu của chú anh chị 1.300.000 nha của chú anh chị. Dạ 1.300.000. Dạ 1.300.000 của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 7 nha của chú anh chị. Con này cũng rất đẹp nha cô chú. Có một cành phóng rất đẹp thôi cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê luôn. Đưa cành phóng này cũng có duyên thôi chú ơi. Mình thăng em đo qua vị trí này là 19 luôn chú anh chị ơi. Chiều cao xuống là được 56. Đường kính bầu em đo qua là 36 của chú anh chị. Rồi mã số 7 này xin giao lưu của chú anh chị giá 800 ngàn của chú anh chị ơi. Dạ 800 ngàn nha cô chú. Dạ. Chị thay nhỏ nhỏ nhưng mà hoành dễ. Đấy quá dữ lắm rồi chú. Về để bàn con sai đẹp lắm của chú anh chị. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 8 của chú anh chị. Dạ mã số 8. 8 đê nườm của chú anh chị ơi. Về ghép thôi cô chú. Giá sinh viên dễ chơi của chú anh chị. Cây này mặt bông từ 5 tới 7 cánh của chú anh chị ơi. Mai mình, mai miền Tây mình nha của chú anh chị. Có một cây này nữa đế này, kéo xuống chú. Mình thang em đâu qua 16. Cao xuống là 46. Đường kính bầu em đâu qua là 35. Mã số 8 này tiến xin giao lưu của chú anh chị giá 850 ngàn của chú anh chị ơi. Dạ 850. Dạ 850 ngàn. Cây rất đẹp của chú. Cây đế nơm của chú anh chị nha. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Cây này cũng lùng lực quái cây nha cô chú. Chú anh chị về ghép hai bo quấn cũng được hay là cúc hương cũng được nha cô chú anh chị. Mai quấn cũng đẹp lắm cô chú ơi. Mình thăng là 18. Cao xuống là 30. Đường kính bầu là 35. Mã số 9 này xin giao lưu của chú anh chị giá 700 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 700 ngàn bonsai để bàn nha cô chú anh chị ha. Dạ. Tiếp tục là mã số 10. Cây này cũng khá là có duyên nha cô chú. Dạ, dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú. Cô chú đã trồng đổ đổ vậy nè cô chú. Dạ. Nguyên vậy nè giống như một con thú ha cô chú anh chị. Đó. Em quay vòng qua cái em đo số của chú anh chị. Cây này rất có duyên của chú ơi. Còn thân em đo qua là được 22. Dạ hoành 22. Cao xuống là 31. Đường kính bầu là 36. Mã số 10 này xin giao lưu của chú anh chị giá cũng 700 ngàn của chú anh chị ơi. Dạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây khá đẹp của chú. Hôm nay mình giao lưu những cây bonsai mini mà giá cũng mini luôn cô chú anh chị. Giá cũng mini luôn cô chú ơi. Mã 11 của chú anh chị ơi. Dạ mã số 11. Mã 11 là dán trực tới nôm luôn cô chú anh chị. Có ai ghép dán trực thì cô chú anh chị cắt lùng xuống chút xíu nữa cô chú. Ghép bonsai rồi vô cũng đẹp cô chú. Bộ đế thì khỏi chê ha. Đây thì em bao ghim luôn. Bao mai miền Tây mình luôn nha cô chú anh chị.
Còn thân em đâu qua là 17 à? Dạ, quanh được 17. Cao xuống là được 48. Đường kính bầu là 38. Mã 11 này xin giao lưu của chú anh chị, giá cũng 700 ngàn luôn của chú anh chị ơi. Dạ, 700 ngàn bao dạ. Ship luôn của chú. Em bao với ship nha. Toàn quốc luôn nha. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 12 của chú anh chị. Cây này cũng chi cành đều có mà dáng rất đẹp của chú ơi. Ồ, cây giá lên me luôn nha của chú anh chị. Tựa như lên sườn me ha. Chi cành đều có luôn. Dạ rồi. Nhân số vị trí này qua là được 17 của chú. Dạ, qua được 17 nha của chú anh chị. Dạ, cao là 55. Chân nôm là 23. Rồi má 12 này con xin giao lưu của chú anh chị giá cũng 600 ngàn luôn của chú anh chị ơi. Dạ 600 ngàn dạ. Mã số 13, 12 nha của chú anh chị. 12 à. Dạ. Mã số 13 là tiếp không tục. Cao 13 đang cao của chú anh chị. Đó. Chi cành đều có nha của chú anh chị. Cây này đế cũng nôm luôn của chú anh chị ơi. Cây này thích hợp với cô chú anh chị để tàn ghim hay ghép cũng được cô chú anh chị. Củ để nở ha. Quá trời ơi, củ. Còn thân em đâu chứ là 16. Em đo cái củ nở này kìa. Củ đặt dưới đây à. Đặt ra là được 25. Dạ. Chân nôm là được 17. Đường kính bầu là 32. Chiều cao em đo xuống là được 1m20 đúng luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Dạ thân thì cũng lắc lượng luôn nha. Mã 13 này xin giao lưu của chú chị giá 1 triệu đồng nha. Bao phí ship toàn quốc luôn à. Dạ 1 triệu luôn cô chú anh chị. Dạ 1 triệu là thay cây có tàn luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đều có, cây này ở ngoài đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Tiếp tục là cây mã số 14 của cô chú anh chị. Cây này thân cũng quái rồi cô chú ơi. À. Chi cành cũng quá đã luôn, lấy cái đồ lao cái đó tôi thôi. Đây là rất đẹp luôn cô chú anh chị. Còn thân em đo qua vị trí là 18 mà cô chú anh chị. Cao là được 36. Đường kính bầu là 29. Rồi má 14 này tiến sinh giao lưu của chú anh chị giá 550 ngàn của chú anh chị. Dạ 550 thôi. Dạ 550 à. Bao ship cho mình luôn nha quý cô chú. Bao với ship à. Tiếp tục là mã số 15 nha của chú anh chị. Ờ. Dáng cũng nghiêng nghiêng nha của chú. Ờ, củ để nở luôn nha của chú anh chị, về ghép hay lắm á. Còn thân là 22. Dạ. Cao xuống là được 42. Đường kính bầu ông đâu qua là 32. Má 15 này có giá 500 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Và với ship toàn quốc à. Dạ rồi, 500 ngàn nha cô chú anh chị, giá sinh viên luôn cô chú nha. Rồi, mình về mình ghép mấy cái giống mới giờ cũng ngon dạ. Lành cô chú anh chị nha. Tiếp tục là mã 16 nha cô chú anh chị. Dạ. Này là website siêu mini luôn. Mã 16 này nhỏ nha cô chú anh chị. Chứ không phải không sai nha. Thôi coi với cô chú anh chị coi thông số giùm tiếp em nha cô chú anh chị. Chứ coi chứ không có phải mà cây thì lên màn hình ti nó bự nha cô chú. Mình coi thông số á. Để cô chú hình dung ra được cái cây à. Vành là 20, vành là 12 à. Dạ 12. Dạ. Cao là được 31. Đường kính bầu hôm đó qua là 27. Cây 36 này có giá xin vô lô của chú chị giá 200 ngàn thôi ha. Để bao phí ship toàn quốc luôn. 200 ngàn nha cô chú anh chị nha. Dạ, tại vì nhỏ quá cô chú. Tiếp tục là mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã 17 này cũng dáng quái quái nha cô chú. Ồ, có cục trứng nha cô chú anh chị. Cục bú này nó bự cỡ trứng à. Gà nhé cô chú anh chị. Trứng gà. Vị trí này em đo 16 à. Dạ rồi. Rồi khác về cái củ này, cây này cốt bự ra được nhiêu.
Bữa hôm đó qua là 13, chiều cao là 40. Mã 17 này xin giao lưu cô chú anh chị cũng 500 ngàn luôn ha. 30 ship toàn quốc luôn ạ. Dạ 500 ngàn nha cô chú chị, cây đang lên trứng luôn cô chú chị. Dạ. Nha. Rồi tiếp tục là mã số 18 của cô chú anh chị. Đó, cây dán bài bài nha cô chú anh chị. Về ghép vô là già bo nó đẹp lắm luôn cô chú anh chị. Còn thân em đâu qua là 18 à. Chiều cao xuống là được 50. Chân dài xuống là được 23 của chú anh chị ơi. Rồi mã 18 là trên Zalo của chú anh chị giá 600 ngàn luôn ạ. À. Bao nhiêu ship toàn quốc à. 600 ngàn bo size mini để bàn của chú anh chị. Cây rất đẹp của chú ơi, có dáng thú à. Chân dài luôn à. Tiếp tục là mã số 19 nha của chú anh chị. Dạ mã số 19. Ồ, cây cũ quá là đẹp rồi cô chú chị ơi. Cây này có cái cũ đẹp lắm cô chú. Trên đầu nó có bị lỗ sâu đục thân ăn cô chú chị. Nữa em chét keo lại nha, xịt thuốc chét keo cô chú. Còn thân em đâu vị trí là 18 à. Em đâu cái cũ đặc của nó vị trí này là được 27 rồi cô chú chị. Chiều cao xuống là 30. Đường kính bầu là 25. Rồi má 19 này xin Zalo của chú anh chị cũng 600 ngàn của chú anh chị ơi. Dạ. Bao cái xí toàn quốc luôn ạ. À. Xử lý là cũng hết nha của chú anh chị. Dạ rồi. À, mã số 20 nha cô chú anh chị. Tiếp tục vào mã số 20. Cái này cũng quái lắm mà cô chú. Chi cành đều có ha. Cái vị trí này có bị sành đá nha của chú anh chị. Cái này là sành đá đang liền nha cô chú. Dạ. Sành đá đó. Dạ, số 20 của chú anh chị. Ồ, đế và chi cành đều có giống như cổ cây của chú anh chị. Còn thân của chú này em ra qua là 20 à. Dạ, qua được 20. Cao xuống là 65. Đường kính bộng ra qua là 32 à. Rồi, má 20 này xin giao lưu của chú anh chị giá cũng 700 ngàn của chú anh chị ơi. Bao nhiêu ship toàn quốc à? Dạ rồi, 700 ngàn thôi cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số 20. Mã tiếp tục. 21. 21 rồi cô chú anh chị. Một pho dán trực luôn cô chú anh chị nha. Ồ, cây dán trực đế dữ lắm rồi cô chú anh chị. Cây cũng xù nặng, u nặng lên hết ha cô chú. Già cây lên xù me mình ha cô chú. Ồ, đế thì khỏi chê luôn cô chú anh chị ơi. Để giữ lắm ngồi đây. Còn thang em đâu qua là được 24 à. Dạ khoảng 24. Chiều cao xuống là được 60 rồi chú. Đường kính bầu đâu qua là được 38. Rồi má 21 này xin giao lưu của chú chị giá 900 ngàn của chú chị ơi. Dạ. Bao nhiêu ship toàn quốc à. Dạ rồi 900 ngàn mã 21 nha mấy cô chú anh chị nha. Dạ. Tiếp tục là mã 22 của chú. Ồ, 22 cây này dán trực đế bỏ đều luôn của chú chị. Thân em đâu qua là được 16 của chú chị ơi. Cao xuống là 62. Đường kính bầu là 30. Má 22 này xin giao lưu của chú chị giá 400 ngàn của chú chị ơi. Dạ, 400. Bao ship toàn quốc luôn à. Dạ, giá yêu thương luôn của chú chị dạ. Nha. Dạ. Rồi. Vậy cô tới nhà về ghép luôn của chú chị. Mã số 23. Tiếp tục là mã số 23. Dạ một pho dán trực mà chi cành có luôn cô chú anh chị nha. Dạ mã 23 nha cô chú anh chị. Cây này dán trực mà đế nôm cũng đẹp lắm cô chú anh chị ơi, lùng lực á. Còn thân em đâu qua là 18 à. Cao xuống là 42. Đường kính bầu 30 à. Mã 23 này xin giao lưu của chú chị giá 600 ngàn luôn của chú chị ơi. Dạ. Bao cái ship toàn quốc à. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 24 của chú chị ơi. Ồ, cây đế nôm quá trời đế nôm luôn của chú chị. Cây này khá duyên dáng rồi của chú chị ơi.
Còn thằng em đâu qua 14 của chú chị ơi. Dạ, qua được 14. Cao là được 46. Đường kính bầu là 36. Mã 24 này xin giao lưu của chú chị 700 ngàn của chú chị ơi. Dạ, 700 ngàn của ship luôn chú à. Số điện thoại em là 0899002561 của chú chị. Dạ, đến nôm của chú. Dạ, chị giá mini để bàn chơi của chú ơi. Tục mở số 25 cây dáng thú mà chi cành đều có nha của chú anh chị, một cốt nha. Dạ, mai vàng mã số 25 nha cô chú anh chị nha. Ồ, khá là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ rồi. Đến khỏi chê luôn ha cô chú. Còn thang em đâu qua là được 21, tính 20 của chú anh chị ơi. Dạ, khoảng 20. Cao xuống là được 75. Đường kính bầu là 439 nha cô chú anh chị. Rồi mã 25 này xin giao lưu của chú anh chị giá 1.1 triệu ha, ba cái ship toàn quốc luôn ạ. Dạ, 1.100.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Đây là khá là đẹp được cô chú. Cây bonsai mini mà để bàn đẹp để đẹp cho cô chú anh chị nha. Tiếp tục là mã số 26 nha cô chú anh chị. Đến hôm chân dài luôn nha cô chú anh chị. Ồ, cây 26. Cây này khá là có duyên đẹp không cô chú? Cây này có một cái cây tử nữa cô chú anh chị. Dạ, cây rất đẹp không cô chú ơi. Còn thân em đo vị trí này là 12 nha cô chú anh chị. Dạ, quanh là 12. Cổ xuống là được, cao là được 43. Đường kính bầu đo qua là 30. Rồi mã 26 này xin giao lưu của chú chị giá cũng 600 ngàn luôn cô chú ơi. Dạ. Dạ. Cây đẹp nhỏ mà có vỏ đế đẹp lắm cô chú. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 27 của chú anh chị. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Dạ, phôi mai vàng mã số 27 nha cô chú anh chị nha. Dạ. Bông từ 5 tới 7 cánh nha cô chú anh chị. Dạ. Số điện thoại em là 0899002561 của chú chị ơi. Cây này đế giống thú rồi cô chú, giống như thú phụng à. Mình thang em đâu qua là 13, cao xuống là được 46 à, đường kính bầu là 38 rồi cô chú anh chị. Rồi má 27 này xin giao lưu cô chú anh chị giá cũng 600 ngàn cô chú anh chị ơi. Dạ, bao cái xíu toàn quốc à. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 28 rồi cô chú. Thân lắm luôn nha. Ồ, cây rất đẹp của chú anh chị ơi. Xù me mình luôn á của chú anh chị. Thằng cái dáng giống như dáng bay em của chú. Cái cũ ở đây là được 28 của chú anh chị ơi. Rồi cái chi thằng nhỏ này, cái thằng chính nó lên là 10 của chú anh chị. Chiều cao nó xuống là được 47 của chú anh chị ơi. Rồi má 28 này xin giao lưu của chú anh chị giá 500 ngàn của chú. Dạ, bao cái ship à? Bonsai để bàn của chú anh chị nha. Dạ. Tiếp tục là mã số 29 nha của chú anh chị. 29. Ồ, cây thú mẫu tử này là hai mẹ con của chú anh chị. Ba mẹ con. Ba mẹ con luôn. Ba mẹ con. Hai đứa nhà. Con nó đang ôm muốn bóng bít với cây mẹ này của chú anh chị nha. Ồ, của chú anh chị. Rất là duyên cây nha của chú anh chị. Vị trí Quỳnh Thăng chủ cây mẹ là được 16 rồi của chú anh chị. Dạ. Rồi tổng cụm đế luôn ha. Tổng cái cụm đâu qua là được 45 của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Chiều cao là được 36 à. Rồi má 29 thì xin giao lưu của chú anh chị giá 1.200.000 luôn của chú anh chị ơi. Dạ. Bao với ship toàn quốc rồi của chú anh chị. Rất là khéo cây nha của chú anh chị. Ồ, cây ôm nhau quá trời luôn chú ơi. Mã số 30 rồi của chú anh chị. Đó, cây lùng lực xù me mình ha cô chú. Đó. Cây khá là duyên dáng. Thân em đâu qua là được 20, 19 rồi cô chú anh chị.
cao xuống là được 38 à. Đường kính bầu là 33. Má 30 này xin cho luôn của chú anh chị, giá cũng 600 ngàn luôn của chú anh chị. Dạ 600 ngàn mã số 30 nha quý người chú anh chị nha. Tiếp tục là mã số 31 nha của chú anh chị. Dạ mã số 31. 31 đó. Cái này đế cũng đẹp, có cái chi thành phóng đẹp lắm cô chú, giống như dáng bay nha cô chú chị, cành bay nha. Cái này về ghép chơi đẹp lắm cô chú ơi. Còn thân em đâu qua là 20, cao xuống là 35, cái cành phóng nó qua đây là được 39 rồi. Má 31 này xin giao lưu của chú chị giá 700 ngàn của chú chị ơi, bao nhiêu ship toàn quốc à? 700 ngàn mã số 31 nha cô chú anh chị nha. Yeah. Tiếp tục mã số 32 của chú ơi. Cái này nguyên một cái nồi đế cũng giữ của chú anh chị nha. Nồi đế mì hảo hảo à. Thì giống như con mì hảo hảo à của chú anh chị, quấn quấn à. Chi cành đều có nha của chú anh chị. Còn thân em đâu qua là 17 à. Chiều cao là được 66. Cái đường kính bộn đâu qua là được 40 nha của chú anh chị. Mã 30 trời. Lộn, mã 32 không? 32. Mã 32 ghi 30. Mã 32 này xin lưu luôn của chú anh chị 900 ngàn của chú anh chị, bao nhiêu ship toàn quốc luôn à. Dạ. Tiếp tục 33 nha quý cô chú. Tiếp tục giá 33 là cây siêu đổ nha của chú anh chị. Cây dáng thú đổ đổ nghiêng nghiêng người chồng nghiêng nghiêng người đẹp lắm rồi cô chú anh chị. Đây chân dài luôn nha cô chú anh chị nha. Còn thân em đo vị trí cổ này là 13. Dạ. Từ dành bay xuống tới mặt cổ là 55 nha cô chú anh chị. Đường kính đầu là 31. Rồi mã 33 này có giá 600 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Bao nhiêu ship toàn quốc rồi. 600 ngàn nha quý cô chú anh chị. Dạ. Tiếp tục là mã số cuối, mã số 34 nè của chú anh chị. Yeah. Mini à. Rồi, cây me, xù me luôn nha của chú anh chị. Cây lên me luôn của chú ơi. Đang em đo qua là 16 của chú anh chị. Dạ, yeah, qua được 16. Cao xuống là được 44. Đường kính bầu là 30. Rồi, mã 34 cuối này xin giao lưu của chú anh chị giá cũng 400 ngàn của chú ơi. Yeah. Bao nhiêu ship toàn quốc à. 400 ngàn là mã số cuối luôn của chú anh chị nha. Dạ. Dạ, cuối video xin kính chúc cô chú anh chị gần xa nhiều nhiều sức khỏe. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Chào tạm biệt cô chú ạ. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào những clip sau nha.